Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm trước thì mình có làm một cái video chia sẻ về chiếc Sony A655 này. Thì có rất nhiều bạn hỏi mình là chiếc len G1655 này dùng có tốt không? Thì hôm nay mình sẽ trên tay và chia sẻ cho các bạn một số cảm nhận của mình khi mình dùng cái len này nhé. Rồi đầu tiên thì trước khi mà vào chia sẻ cho các bạn một số thông tin về chiếc len này thì mình cũng giới thiệu qua cho các bạn về cái dòng máy ảnh trước để một số những bạn mới chơi thì các bạn nắm được, còn một số những bạn mà chơi lâu rồi thì có thể bỏ qua nhé. Thì trên thị trường hiện nay nó chia ra làm hai loại chính, đó là full frame và ABS-C hay còn gọi là crop ấy. Thì mỗi một cái máy nó có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Về cái vấn đề chọn máy nào cho phù hợp full frame hay crop ấy thì nó là một chủ đề muôn thuở rồi, anh em tranh luận rất là nhiều và mình không nói qua vấn đề nữa. Còn sự khác nhau như nào thì nó chỉ khác nhau ở cái cảm biến máy thôi. Cái cảm biến full frame nó rộng hơn cái cảm biến ABS-C. Cái cảm biến full frame nó thu được nhiều ánh sáng hơn thì chất lượng ảnh nó sẽ tốt hơn cái crop. Nhưng mà mỗi một cái nó có ưu nhược điểm khác nhau, nên là tùy theo nhu cầu của anh em mà dùng cái nào là hợp lý thì dùng thôi. Thì mình cũng đã dùng qua full frame rồi nhưng mà mình thấy thì nó không phù hợp với mình, nên mình hiện tại mình đã quay trở lại và mình dùng cái máy crop này. Rồi quay trở lại với chiếc len đợt trước mình có chia sẻ cho các bạn, thì chiếc len này là chiếc len 1655 dòng G của Sony. Sony có cái dòng len cao cấp nhất đó là dòng GM và thứ hai đến dòng G này. Thì ngoài ra thì còn một số những cái len quốc dân ấy, như là len kit. Thì cái dòng mà mình đang cầm trên tay cho các bạn xem đây thì chính là cái dòng trung bình khá của Sony, đó là dòng len G. Như bạn nhìn thấy thì nó có chữ E2.8. Thì cái dòng E này thì dòng len dành cho những máy ABC hay gọi những máy crop. Còn 2.8 đây là khẩu độ của nó, 16-55 thì chính là cái tiêu cự. Như các bạn nhìn thấy thì cái tiêu cự mà gần nhất nó là 16 và tiêu cự xa nhất nó là 55. Cái tiêu cự này zoom ra zoom vào được và nó tương đương với 24-70 cho full frame các bạn nhé. Thì trên đây nó có một số cái ký hiệu như vậy. Thì bên cạnh đây thì nó có một cái phím MF và AF. Đấy, thì các bạn có thể chỉnh tay hoặc chỉnh chân máy đều được. Mình thì mình hay dùng AF. Rồi tiếp theo đây nữa thì nó có một cái chữ email ở đây. Đấy, thì tất cả những cái len của Sony hay là crop hay full frame thì đều dùng chung một cái email này. Đấy. Rồi phía trên này thì nó có một cái vòng xoay này thì vòng xoay tiêu cự. Thì lúc trước mình có giới thiệu các bạn rồi. Trên phía trên vòng xoay tiêu cự này thì nó có một cái logo biểu tượng G đen và đây là một cái phím hold. Phím hold này để dùng để lấy led. Nhưng mình thì mình ít khi mình dùng cái này. Tại vì cái máy Sony A657 này thì thường thường nó sẽ lấy led khá là tốt rồi, nên là mình ít mình dùng. Rồi phía trên nữa là một cái vòng xoay lấy led này. Đây cái này thì mình cũng rất ít khi mình dùng, tại vì hầu như là toàn mình dùng AF là nhiều. Nhưng mà nói chung là mỗi cái nó có cái hay riêng các bạn nhé. Nếu như các bạn chụp ảnh ấy, hoặc là quay phim mà dùng MF quen ấy thì nó xịn hơn rất là nhiều. Đôi khi là những cái pha chuyển động từ từ ấy, các bạn chỉnh MF thì nó rất là xịn. Đấy, đấy là tổng quan bên ngoài của chiếc len này. À đây có chữ Sony các bạn nhé. Đấy, trên đây thì có một cái nút chấm đỏ. Cái len này thì các bạn có thể zoom ra zoom vào được. Đấy, zoom xa của nó đến 55 và zoom gần của nó đến 16. Rồi, phía trước này thì nó là một cái thấu kính. Trong đây nó có cái phi cầu 67. Đấy, về cơ bản thì nó như vậy. Đây mình mua thêm một cái gọi là cái filter của VKB. Đây, cái filter này cũng mua rất đắt các bạn nhé, hơn một củ đấy, mình mua một củ 3. Về cơ bản thì nó chỉ có vậy thôi, nói chung cũng không có gì gọi là ấn tượng lắm. Rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái cảm nhận của mình sau khi mình dùng cái này. Thì khi mà các bạn mở hộp ra thì nó sẽ có một cái hút như này và kèm theo một cái bao nữa. Nhưng mà mình thì mình bỏ đi rồi, cái hút này thì mình cũng hay lắp đây và mình cũng hay dùng. Cái hút này thì làm gì, tác dụng làm gì thì tiện mình chia sẻ với các bạn. Thì khi mà các bạn quay phim chụp ảnh ấy thì có cái hút này, thì nó như kiểu các bạn lắp vào ấy thì nó sẽ tản đều ánh sáng ra và nó sẽ giúp cho cái hình ảnh và video các bạn quay được ấy, thì nó rất là đẹp. Đấy, thì đây là tác dụng của cái hút này. Đấy, theo cái cảm nghĩ của mình thì nó là như vậy, còn không biết là các bạn hiểu nó như thế nào thì mình cũng không rõ, nhưng mà mình thì mình hiểu như vậy. Tức là khi mà các bạn trời nắng gắt, các bạn dùng cái hút này, các bạn lắp vào len này thì toàn bộ cái ánh sáng ấy nó đi qua cái thấu kính của cái len này thì nó đã bị như kiểu bị chắn lại, gọi đỡ một phần cái này, được gọi là
và le hay gì nhỉ, mình không rõ cái từ chuyên ngành lắm, nhưng mà đại khái là nó sẽ giảm lực ánh sáng đi vào trong và nó sẽ phân bố đều ánh sáng ra. Về cơ bản thì nó là như vậy. Rồi thì quay trở lại với cái nem này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về ưu nhược điểm của nem này nhé. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ các bạn về cái ưu điểm trước. Cái ưu điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái build của nó khá là chắc chắn. Nó làm được hầu hết bằng kim loại nên là cầm khá là chắc tay. Cái len này thì theo như mình tìm hiểu thì nó đâu đó nặng cũng gần 500g ấy. Đấy, khi mà lắp vào con này thì khá là ok. Nói chung là rất là nhỏ gọn và nó không cồng kềnh như là một số những dòng như Tamron hoặc là một số hãng khác. Rồi cái ưu điểm thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái chất lượng file quay và file chụp của chiếc len này khá là tốt. Mình cũng đã dùng chiếc len này đi quay rất nhiều thứ như là làm vlog này, quay sự kiện này hoặc là đi chụp dạo. Nói chung là không có gì để chê các bạn ạ. Khá là ok đấy. Và cái thứ ba, cái ưu điểm thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái tiêu cự. Cái tiêu cự này thì nó chạy dài từ 16-55 và nó tương ứng với lại 24-70 full frame. Nó rất là đa dụng. Từ 16-35 thì các bạn có thể chụp đường phố này, phong cảnh này, kiến trúc, rất nhiều thứ. Còn từ 35-55 thì các bạn có thể chụp những cảnh cận, chân dung. Các bạn dùng hơi cỡ thì nó xóa phông mù mịt luôn. Thì đấy là ba cái ưu điểm của chiếc len này. Thì ngoài ra cũng còn một số những cái ưu điểm khác như là cái vòng lấy led này rất là nhạy này, AF nhanh. Và cái ưu điểm thứ tư đó là cái này nó có cả chống bụi và chống thời tiết. Đây, các bạn nhìn thấy thì mình dùng cũng được thời gian rồi và nó cũng rất là mới. Rồi bên cạnh một số những cái ưu điểm thì nó cũng có những điểm. Cái nhược điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái len này thì không có chống rung. Nên là khi mà các bạn mua cái len này lắp vào một số ABC mà không có chống rung thân máy ấy, thì không ổn nhá. Các bạn phải dùng những cái máy mà có chống rung trên thân thì nó tốt hơn, hoặc không các bạn dùng gimbal. Và thứ hai đó là cái giá của nó khá là đắt, đâu đó tầm khoảng gần 30 củ. Nếu các bạn mua cũ thì chắc nó tầm khoảng 20 triệu. Thì đấy là hai cái nhược điểm mà mình thấy chưa thực sự hài lòng trên chiếc len này, còn lại tất cả là perfect các bạn. Rồi thì đấy là một số những cái chia sẻ của mình về chiếc len 16-55 này. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn. We don't play dogs.